Trời ơi, biết tôi ơi liệu mà làm tôi giật mình hoài. Muốn tôi chết phải không? Hả? Tôi mệt quá trời ơi. Anh làm gì vậy? Tôi lấy tiền đi ứng trước cho dì Sáu mua thuốc từ sau. Em đưa cho dì. Ai cho phép cô cản trở tôi? Tránh ra không? Hả? Anh nói thiệt đi anh Hải. Anh lấy tiền đi chơi với cô Trinh phải không? Đi đâu kể tôi. Anh Hải à. Gì? Hôm nay anh bỏ bê công chuyện. Nào là thất thoát tiền bạc, nào là nợ nần. Nhà mình đã suy sụp lắm rồi. Anh thương má con em, anh đừng đi nữa. Cô ơi, cô đừng có xía chuyện của tôi. Tôi làm thì tôi có hưởng chứ. Tôi không bỏ mẹ con cô là quá lắm rồi. Nè, đừng có bày đặt cằn nhằn nha. Mà tôi nói cho cô biết tôi đi đâu thì tôi đi. Cô gặp tôi ngoài đường, cô không được kêu tôi nghe chưa. Tôi dặn nhiều lần rồi đó. Anh Hải. Gì? Tại sao anh lại thay đổi như vậy chứ? Trước đây anh đâu có như vậy đâu. Anh Hải ơi. Gì? Ngày mình yêu nhau. Anh Hải. Ê, ba tao tới kìa. Tôi mày giả bộ giùm tao nghe. Vô, chào mừng chào luôn, vô đây, vô. Trời. Thằng Hiếu, thằng khốn nạn. Mày, đưa đây. Thằng nào dám đánh tao, tao đánh. Tao nè, đánh đi. Thằng cha của mày nè, mày còn đánh tao đi, đánh đi. Ủa ba hả ba? Thế không lẽ ai? Ủa, tưởng người lạ ai vậy? Cũng là chiến hữu, vô nhậu luôn ba. Ai cho mày uống rượu vậy? Ai? Không ai cho hết. Con có tiền con tự con mua con uống được. Sao mày không đi học? Mày ngồi nhậu vậy ở đây? Hả? Buồn không thích học. Cái gì làm cho mày buồn? Buồn gì ba? Bỗng nhiên xa vắng. Đợi cái nhạc của tôi. Tình phải theo lời hứa reo phong. Ba yêu hỡi, có ba đây. Ba đâu có biết, ngu sao biết. Má sẽ dịu dàng khi má bên ba. Tóc tao nổi rồi mày ơi. Rồi khi nhớ, khi buồn con khóc, nước mắt nào ngậm ngùi đã vỡ. Thôi dẹp đi con, mày là thứ con trời đánh. Có người ta thèm đi học mà không có tiền đi, còn mày cho đi học là lại bắt chước là thói hư tật xấu. Về nhà mày đi. Tôi không về, hồi nãy giờ tôi quê ông lắm rồi nha. Tự nhiên cái mới gặp mà cái chửi người ta. Ông làm bậy thì ai chửi ông được. Trời ơi, cái đồ mất dạy. Thì tao không bỏ ông theo vợ bé, không có dạy tôi đâu. Mà nhà mình bây giờ như cái phòng cấp cứu vậy đó. Sao nhà giống phòng cấp cứu? Ba tới phòng cấp cứu chưa? Chưa. Tới rồi phải không? Ở đó đó người ta rên dữ lắm. Nhà mình cũng vậy á. Thế về tới là tôi nghe má rên khóc gì ba hoài. Chán quá ba ơi, hết muốn về nữa rồi. Bây giờ mày cứng đầu với tao phải không? Thì chừng nào ba về thì tôi về. Mày là đồ bất hiếu mà. Uổng công tao nuôi mày. Thà tao đẻ ra trứng gà, trứng vịt tao ăn còn hơn nữa. Nè, ba không có được chửi tôi nữa rồi nha. Rồi sao mày? Ba mê vợ mẹ, ba bỏ má tôi. Ba có nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng đâu mà ba đòi tôi có hiếu với ba. Tôi nói rồi á, chừng nào ba bỏ vợ mẹ tôi mới bỏ quậy. Còn không tôi quậy dài, tôi bỏ học luôn. Vô, chăm mừng chăm ly này đi. Mày, được rồi. Mày không nghe lời tao, mày hư ráng chịu nghe con. Con không cha như nhà không có nóc. Trời gì vậy? Người không có tông người ta kêu là chồng đầu. Trời ơi mày biết không, nhà tao giờ nó không có cái nóc. Chắc mai mốt tao cũng xuống tóc đi bụi luôn quá. Cảm ơn con đi bụi nhà đỡ tốn cơm.
quê mình câu cá có lạ gì mà em đòi tới đây câu cá nữa chứ. Trời ơi thiệt, đắng mệt quá. Thiệt, người gì đâu mà quê một cục luôn à. Quê gì? Đối với người sang trọng á, câu cá là một trò chơi đang thịnh hành. Anh thấy không, hồi trước á, mình đi câu phải chuẩn bị đào trùng làm mồi nè, rồi chặt trúc làm cần nè, rồi lội sình, lội bùn dơ bẩn biết chừng nào. Bây giờ anh với em tới đây nè, chỉ cần ngồi xuống á, là mình có đủ hết à. Mình thả cần, chỉ chờ cá ăn là giật lên thôi. Nhưng mà đổi lại rồi mình cũng tốn bộn tiền. Hai ngày đi chơi với em, anh mất rất gần 30 giả lúa rồi, chứ ít hỏi gì sao. Thôi, em đi về. Kìa Trinh, em sao vậy hả? Trời ơi, bộ anh hết cái gì để so sánh hay sao à? Mà anh so tôi với lúa hả? Biết muốn rồi. Đem giá trị của tôi ra so thì ít ra cũng phải so với đồng euro kìa, nó mới ngang ngửa chứ. Thì anh có tiếc gì với em đâu. Em nhớ không, hôm qua em rủ anh đi Sài Gòn, anh đi liền à. Thiếu tiền anh mượn anh bãi cái rụp. Nào là khách sạn, nào là karaoke, nào là vũ trường, nghe nhạc điên cái đầu luôn á. Rồi nào là nhà hàng ăn mấy món đặc sản gì mà gà chải bổ, le le hầm xả, lý ngư giống huyệt, rồi cua, tôm, đủ thứ hết trơn cái loại á. Trời đất ơi, tốn tiền lắm. Em biết, anh làm ra tiền mà không biết xài tiền. Em thương anh là ở cái chỗ đó đó. Em sẽ chỉ cho anh cách xài tiền, cách hưởng thụ sau những giờ lao động mệt nhọc. Chẳng hạn như hôm nay nè, anh thấy thích không? Được rồi, bên em là anh thấy thích rồi. Gì nữa? Nhưng chiều nay anh về với vợ con anh là anh quên em ngay chứ gì. Làm sao mà anh quên được, vợ là vợ, còn em là em chứ. Nếu anh thương em thì anh về ly dị với vợ anh đi. Nhưng mà vợ anh đâu có tội gì mà ly dị. Có chứ, bà có tội là làm cho anh già trước tuổi. Con người ta ở đời có làm thì phải có hưởng. Đúng rồi. Có đội mưa giang nắng thì phải có tiền pha, massage cà phê dũng tiền, có bao nhiêu đâu tiếc gì. Mai mốt này anh đang, anh để dành cho ai. Đúng không anh? Đúng quá chứ. Bà lúc nào cũng bắt anh sống kham khổ, ăn mắm múc dòi. Tiền của anh á, đưa về nhà bà giữ hết làm của riêng à. Anh nghe lời em, ly dị đi, chia nửa gia tài. Lúc đó hai đứa mình chung sống hạnh phúc bên nhau. Anh không chịu hả? Nhưng cái chuyện này thì để từ từ anh tính ha. Anh mà làm quá rồi, ở hàng xóm thì dị nghị, họ sẽ lôi em ra, nói em làm ăn tiếng giật chồng thì anh đau lòng lắm, em biết không? Nhưng anh hứa anh sẽ ly dị vợ sống với em đi. Em đã trao gửi cả cuộc đời con gái của em cho anh. Biết mà. Anh đừng làm cho em tủi hổ. Đừng khóc mà. Thất vọng. Nếu mà anh phụ bạc em, em chỉ có lấy cái chết để tạ tội với cha mẹ em thôi. Thôi mà, nín đi, được rồi. Anh sẽ tìm cách ly dị với vợ anh cho im thấm để cưới em. Đừng khóc nữa nghe. Giỏi anh Sương. Anh dễ thương ghê vậy. Đó. Thưởng cho anh nè. Anh ơi. Ơi. Sao mà mình câu lâu quá à? Không có thấy con cá nào ăn hết vậy. Chán quá. Thì tại em đòi vào đây chứ ai. Không, em không biết đâu. Anh làm sao mà có cá cắn câu đi. Má ơi, chẳng lẽ anh móc lưỡi câu vô miệng con cá được hay sao? Em không biết đâu. Anh luôn là người tài ba, giỏi giang mà. À, anh vừa mới nói gì vậy? Hả, gì? Anh nói là anh móc cái lưỡi câu vô miệng con cá đó hả? Đúng rồi. Anh thông minh thiệt nha. Anh nói chơi mà, em tưởng thiệt hả? Trời không có nói chơi gì hết á. Anh làm cho em đi. Làm đi mà. Trời ơi, chẳng lẽ em bắt anh lội xuống dưới nước hả? Cần gì phải cực khổ, mình có tiền mà. Ê nhỏ. Ê, mày lừa mấy con cá nào mà lớn nhất á, mày đem ra đây, rồi mày lặn xuống nước, móc nó vô cái lưỡi câu của
kéo nó lên nè. Mày ngon ha, mày chết với tao nè, ngon ha. Nó kéo em. Anh ơi anh. Đây nè, kéo giữ, giữ 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 cái eo của em lại. Giữ nè. Trời ơi cái eo đây nè, giữ lẹ lên. Biết rồi, biết rồi. Trời ơi, sao còn đứng đó nhìn nữa? Kéo kéo. Tiêu cái bàn tọa của em rồi. Ui da. Tôi nói rồi không được mà cãi. Ui. Trước em bơi, còn anh sao lái, còn anh sao lái, chèo quay vòng. Nhìn lên bờ bến lanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh. Gió đưa mây, thời mây đưa gió. Nắng nghiêng nghiêng bóng ngà xe tà, còi đàn chim xiêu xinh. Trồng trầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ. Làm trai hai vợ phải con nhỏ kia, mày hò có ý gì vậy mày? Hả mày? Ê, người ta vô tình thôi mà em, thấy không? Vô tình cái gì? Bỏ ra mấy trăm ngàn mướn nó đưa đi chơi, mà nó làm mình mất hứng à? Nổi dịch không? Hò con nào khác đi mày. Dạ. Hò ơi, cây khô nghe sấm nứt trời, đau chồng nghĩa vợ. Đau chồng nghĩa vợ vẫn rồi lại thương. Thôi dẹp đi, khỏi hò hát gì hết á. Chèo đưa tôi đi chơi là được rồi. Bực mình ghê. Hôm nay là ngày tam tai hay sao á mà em gặp xui dễ sợ. Đang ngồi câu cá tự nhiên em đòi đi thuyền. Em muốn gì anh cũng chiều hết trơn á. Dạ thì cười cười lên cho anh vui cái được không nè. Anh đi thuyền xong rồi mình đi đâu chơi nữa anh? Anh hết tiền rồi. Dạ là anh bỏ nhà đi 2 ngày rồi. Anh nhớ vợ anh. Anh muốn về phải không? Không. Về đi. Để em trầm mình xuống dòng sông này em chết nè. Ôi kìa em, anh phải giữ cho vợ anh khỏi biết chứ. Dạ xin lỗi, tôi chỉ muốn hò lên cho anh chị vui. Ai ngờ thì đụng tới hoàn cảnh của anh chị. Cái gì hoàn cảnh? Sao cái con nhỏ này nó nhiều chuyện quá vậy ta? Thấy anh chị quấn quýt như vậy, chắc là mới quen phải không? Bậy, tao quen nhau lâu rồi, sắp cưới rồi á. Nói vậy em xin mừng cho anh chị. Chứ nói thiệt, em chèo thuyền chở mấy cặp bồ bịch đi chơi, em cũng ngại lắm. Ngại cái gì? Ngại mấy cái vụ đánh ghen đó. Cách đây 3 hôm nè, ở đây xảy ra một vụ đánh ghen kinh khủng lắm. Hả? Vụ đánh ghen làm sao? Thì ông kia có vợ rồi, còn lén dắt bồ đi chơi thuyền, bị vợ lớn rình theo bắt gặp. Trời ơi, bà vợ lớn còn dắt theo 3 bà to mập nữa. Thuyền vừa cập bến, mấy bà xông tới, mỗi bà một tay cầm trái sầu riêng. Đập vô đầu bà vợ bé hả? Không, mấy bà tách sầu riêng ra, lấy hết muối bỏ vô bao ni lông. Rồi có mời bà vợ bé ăn không? Có, nhưng bà không dám ăn. Sau khi tách lấy muối, bà ta giữ tay, giữ chân cho khỏi cục cửa. Bắt đầu bà vợ lớn cầm cái vỏ sầu riêng cao lên mặt bà vợ bé.
Trời ơi, cái mặt nhỏ xíu vậy nè, mà cái vỏ sầu riêng to vậy nè, cào 2-3 cái là giáp vòng cái mặt rồi còn gì nữa. Còn chồng cũng đâu yên đâu, bị lột sạch quần áo, phải lấy lá chuối che lại mà chạy. Thôi, mình đi về đi anh. Về đi anh. Sao tự nhiên gió nó lớn dữ vậy ta? Thôi anh, về đi, em nghe ớn xương sống quá. Anh làm gì mà sao anh cũng run dữ vậy? Tại em run làm anh bị lây. Trời ơi, cái này đi chơi thuyền gì nên về chuyến du lịch kinh dị rồi, chèo lẹ về cô ơi. Ba lại đi theo cô Trinh nữa phải không? Ê, mày là con tao hay là cha tao? Vừa gặp mặt là hạch hỏi mày. Anh à, tại vì con nó nhớ anh mà. Cô cất tiền đi nè, phần này của hai mẹ con cô đó. Từ nay cô đừng có đi buôn bán nữa. Tôi nói rồi, cô mà để cho mẹ con cô thiếu thốn gì đâu mà cô phải đi buôn bán vậy hả? Cô gánh nó mừng vậy? Cô muốn làm nhục tôi phải không? Cô phải biết giữ thể diện cho tôi chứ. Nhưng mà em muốn phụ với anh. Với lại em ở không ở nhà, em chịu không có nổi. Tụi đó nghĩ là nghĩ. Tiền tôi đưa cô đó không đủ xài, cô nói với tôi, tôi đưa thêm cho. Mẹ con em đâu có tiêu xài gì mà hao tốn anh. Ừ, đó là do cô không chịu xài chứ không phải tại tôi không có đem tiền về nha. Rồi cái gieo tiếng quán cho tôi nghe chưa. Mẹ con em không phải không cần tiền của anh. Gia đình này cần là cần anh kìa. Tôi sao? Thằng Hiếu nó đang lớn à. Nó cần có ba ở bên cạnh đặng mà dạy dỗ cho nó anh à. Ôi, làm với tôi là bảo mẫu nuôi dạy trẻ, nó cũng đã 16 tuổi rồi. Chuyện tôi là cấm cô chía vô, chỉ cần tôi làm tròn trách nhiệm với mẹ con cô đủ rồi, biết chưa? Còn mày ráng học hành chưa? Tao cho mày biết à. Ba. Gì? Ba bỏ má nhà thui thủi mình mà ba nói ba làm tròn trách nhiệm á ba. Hiếu, con không có được hổn vậy. Mày là con nít biết gì mà nói mày hả? Con không biết, nhưng mà hàng xóm người ta nói lại với con vậy á. Cái gì? Đứa nào nhiều chuyện mà nói đi, tao xử liền. Tao giả trong mặt hết á, đàn ông đàn bà cũng giả đó. Hả? Nào, ai? Họ nói ba dùng tiền như nước để phục vụ cô Trinh. Họ còn nói cô Trinh chỉ mê tiền của ba thôi. Vài bữa ba hết tiền là cô Trinh bỏ ba liền. Đó, cô tiêm nhiễm vào đầu óc nó nói xấu tôi phải không? Không, em có nói. Không, sao nó nói y chang giọng của cô vậy? Còn không á, thì do cô không dạy để nó ngồi lê đôi mắt. Dạ ba ơi, con xin lỗi ba, ba đừng đánh con ba ơi. Là biểu mày, sao bữa nay mày hiền quá vậy mày? Mày không đi uống rượu nữa để cãi tay đâu với tao? Dạ dạ con xin lỗi ba. Cho mày 20 ngàn nè. Cảm ơn ba. Mày lấy 20 ngàn này mày đi mua cho ba cái kìm. Nghe đứa nào nói xấu ba đó mày nhổ răng cho tao, nghe chưa? Ba không muốn họ nói xấu thì ba ở nhà đi, ba đừng có đi chơi nữa ba. Tao già rồi, tao đi chơi rồi mai này tao chết tao thèm sao mày? Mày là con tao mà mày cản. Mày giờ đi chơi với tao hả? Bổn phận mày là ở nhà ăn ngủ phân tích cho má mày, đừng có ghen tương nữa, nghe chưa? Ba đi nữa hả ba? Tao đưa tiền cho má mày cất rồi đó, đừng có lộn xộn nữa. Ba ơi, ba ở nhà với má với con đi ba. Anh Hải à, tránh ra để tôi đi. Lằng nhằng á, tôi đánh cả hai mẹ con luôn bây giờ, nghe chưa? Ba mà đi hoài, con đi theo tụi năm xị nhậu nhẹ cho coi. Rồi con kéo vô nhà cô Trinh quậy tưng bừng khói lửa luôn á. Con xúi năm xị xăm lên mặt bà mấy chữ là mượn chồng người ta nè. Hiếu, con không có được hổn với ba như vậy. Đó, cô thấy chưa? Cô dạy con cái vậy hả? Cô xui nó phải không? Phải không, nói đi. Ai biểu ba đi, ba đi con cũng đi nè. Nhưng nào ba ở nhà thì con ở nhà với ba. Đồ lì lợm. Được, mày theo năm xị nhậu hả? Mày quậy á, bị còng đầu ráng chịu. Má, ba đi nữa kìa. Má giữ ba lại đi má. Má cũng hết cách rồi. Ba ơi, ba không có đưa con như mày vậy. Đi rồi. Con cho ba biết á, ba mà đi con sẽ được bụi đời vô tàn đời luôn. Hiếu hư là tại cô hết á. Vợ con như thế này mà hỏi tại sao tôi không bỏ nhà đi được. Mẹ con cô làm quá kìa, dọn qua sống bên nhà người ta luôn à. Phải chi mà cô Trinh á, cô thương anh thiệt tình. Em cũng không có dám cản ngăn anh đi tìm hạnh phúc mới. Đằng này á, cô dụ dỗ, cô trù quến anh chơi bời, chỉ muốn moi tiền của anh. Đi chơi hoài anh tàn tạ hốc hác. Anh nhìn lại mình đi, tóc anh bạc hết trơn rồi kìa. Ủa, mới nhuộm đây mà bạc lẻ hả ta?
Tôi thấy tôi vẫn đẹp trai như ngày nào vậy thôi. Tôi cho cô biết nha, cô có quyền trách móc tôi nhưng cô không được xúc phạm tới Trinh. Buông ra, để cho tôi đi. Cô mà làm quá tôi ly dị cô luôn à. Anh nói gì vậy? Tôi nói thẳng cho cô biết nha. Tôi với cô Trinh yêu nhau tha thiết lắm. Thấm thiết lắm. Sao anh à, những mối tình như vậy thường có kết thúc thảm thiết lắm đó anh. Anh không thấy sao anh? Thấy gì? Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày, sao anh nỡ bước đi theo người? Bóng anh mờ khuất, tâm hồn em vỡ nát ra rời. Giờ anh đã bước theo tình với người, vì anh đã hết yêu em rồi. Bóng em lẻ loi trong chiều mưa. Chỉ vì nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng chung sống mười mấy năm nên tôi không nỡ thôi, thấy không? Nếu cô cứ ngăn cản tôi hoài tôi sẽ ly dị. Tôi sẽ chia nửa tài sản đi hưởng hạnh phúc với Trinh. Cô nhớ đó. Anh Hải, trời ơi, Hiếu à, ba con đòi ly dị má kìa. Má yên tâm đi. Con định đi đâu vậy con? Con sẽ rủ cái đám bạn con tới nhà của Trinh quậy dằn mặt luôn nè. Con không có được làm những trò vô giáo dục đó. Má không có muốn. Má buông con ra đi mà. Con à. Con kìa, có cái cô bán lan rừng kìa. Con chạy ra con kêu vô đặng cho má mua. Má bán dặm thêm bông ở nhà. Cô này cô hú cái hết buồn liền hả? Ai đây? Tăng 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 cái bùng vợ chồng buộc cái chứng đi tìm chồng tăng 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 tăng. Em thấy cái hoàn cảnh của chị rồi chị bị chồng đối xử tệ bạc như vậy. Nước mắt em nó rơi lồ bồm như vọt xương trên lá. Dạ anh ơi, em thương chị. Hoàn cảnh của chị cũng là hoàn cảnh của tôi. Chà, này nói chậm á, chứ nói nhanh là không có nghe đâu nha cô Hơ Lan. Người ta bắt mất chồng của cô mà sao thấy cô vui cô hú hoài à? Cô không buồn hả? Không làm sao hả? Có chứ, buồn. Bắt gặp nó đang bò bồ yêu cho thành chồng tôi. Lần thứ nhất tôi cầm dao. Đó là má thấy chưa? Đánh ghen là phải bạo lực như vậy đó. Cô lấy dao cô đâm hả cô? Không, đâm chết nó làng bắt tội. Tôi cầm dao cao cái đầu nó cho thành chồng tôi thấy cái đầu nó chẳng hiểu. Thành chồng tôi sợ. Ai dè nó mua tóc giả đòi đẹp hơn. Lần thứ hai tôi cào hai cái chân mày nó, ai ngờ nó đi xăm đẹp hơn. Lần thứ ba. Ủa, lần thứ ba cô cạo gì cô? Chưa kịp cạo nó dắt chồng tôi đi rồi. Gia ơi, chồng tôi là trai đẹp nhất buôn làng. Nó khỏe, nó làm việc tốt. Mất nó tôi mất hai con trâu, hai con voi, hai con. Thôi cô à, cô nói tới chồng của cô mà cô lại dí ảnh như là súc vật, không có được nghe. Nhưng mà cô đã tìm ra chồng cô chưa? Già ơi, nó với con đàn bà trốn như con chồng, con sói chăn tìm được. Ba mùa chăn rồi tôi nhớ buồn, nhớ suối. Cái chân tôi mỏi, cái tay tôi rung, nên tôi về nhà cô xin vài trăm hộp cơm ăn cho đầy bụng. Không biết cái miệng cô có ừ không. Ừ đi.
rồi. Tội nghiệp cô quá à. Thôi cứ đi vô đây, tôi mời cô ăn uống. Nếu mà cô không có tiền về buôn làng, tôi sẽ giúp đỡ cô. Gian ơi, chị tốt bụng, dân chúng tôi không nhận ơn của ai. Nếu cô giúp Hơ Lan, Hơ Lan sẽ cho cô một lá bùa để chồng cô quay về. Bùa hả? Ủa, sao có lá bùa này cô không làm để chồng cô quay về? Ai nói chưa làm, nhưng chúng chắc thì tùy người. Thôi, tôi không có muốn dùng bùa phép gì hết trơn á. Tôi chỉ muốn anh thức tỉnh thôi. Nhưng mà cô có thể giúp tôi cách khác, không biết Hơ Lan có chịu không? Chịu. Nhưng trước đi cho ăn gì đi. Cái bụng nhảy lúc tung tưng tơ lần tưng tưng tơ lần tưng tưng tơ lần tưng tưng. Rồi. Nè, cô kia, cô làm gì ở đây mà hú ông sầm vậy? Tôi là người Hơ Lan, là thầy mo trong làng Ê Đê. Cô là thầy mo hả? Thầy mo sao lại là nữ? Cô lạc hậu quá. Bây giờ là nam nữ là bình quyền rồi. Tôi biết coi cái boy là xem cái tướng này đoán biết trước cái hên xui. Tôi có cái bùa ngải để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi đi ngang đây, con mắt tôi có thể còn mà xó mà chạy nó lớn vớn trong nhà cô. Bắt là bỏ vô cái chai bầu này. Cô có muốn coi không? Tôi sẽ thả ra cho cô coi. Thôi, khỏi. Mời thầy vào nhà. Mời thầy. Giang ơi, cái gì vậy? Là mất hồn hoài à? Hơi của cái thằng đàn ông nhiều trong cái nhà này quá. Cô có cái nhiều cái số cái đào hoa. Trời, thầy mới hửi một cái là biết liền hả? Trời, tôi phục thầy quá à. Thầy xem chỉ tay giùm tôi đi. Cái bàn tay của cô nó mềm. Cái bàn tay của cô trắng. Là bàn tay của người làm biếng. Cái gì lắm này? Thầy nói gì? Cái bụng tôi nói sao thì cái miệng tôi há ra như vậy thôi. Ở buôn làng tôi người giàu mới được làm biếng. Vậy hả? Thôi được rồi, thầy nói tiếp đi. Nếu mà đúng á, tôi sẽ thưởng nhiều tiền để thầy mua gạo, mua muối. Cái gương mặt của cô xinh đẹp lắm. Tôi biết cô có nhiều kẻ thù phá hoại hạnh phúc. Trời ơi, sao thầy nói đúng quá vậy? Biết bao nhiêu người đang muốn bầm tôi ra cho heo ăn đó. Hơ Lan thấy có một thằng đàn ông. Đàn ông làm sao? Cái thằng đàn ông đã có vợ con nhưng rất si mê cô, dâng hiến tiền bạc cho cô. Đúng, rất là đúng. Công nhận thầy giỏi thiệt á. Rồi sao nữa thầy? Giang ơi, không may cô có một kẻ thù rất căm tức cô, đang tìm mọi cách để giật thằng đàn ông trong tay cô lấy. Nó là nam hay nữ? Hả? Tất nhiên là nữ rồi. Mũ tay trẻ hay là già? Độ tuổi bằng tôi thôi. Giang ơi, tôi đã thấy rồi. Xin lỗi cô, tôi phải nói là cô ta đẹp hơn, hiền hơn mà dễ thương hơn cô. Tôi biết rồi, đó là vợ của hắn chứ gì. Giang ơi, kẻ thù hết sức oán hận cô, đang muốn làm hại cô, muốn hủy hoại nhân sắc cô. Trời ơi, điều này làm tôi chợt nhớ lại chuyện mấy trái sầu riêng. Giang ơi, cái gì nữa đây? Sao cô cứ hú lên hoài vậy? Cái thằng đàn ông si mê cô đang gặp vấn đề. Nó vì cô mà mang mờ nợ nần chồng chất, công ăn việc làm lại bỏ bê thua lỗ. Tôi lại thấy bên cạnh có con ma xó rình rập, tôi nó sẽ lấy cái vận xui qua đó cho cô. Mà xó. Thầy nói thiệt không thầy? Nói dối à Giang, bắt tôi à? Thôi chết tôi rồi, bây giờ phải làm sao đây thầy? Dễ thôi, bỏ nó đi, tránh xa nó đi, cứ đẩy nó về với mụ vợ để mụ vợ lãnh cái xui xẻo đó đi. Đúng, phải bỏ thôi.
Trăng ơi, cái đầu cô nó sáng suốt như cái đêm trăng rằm á. Ý, nhưng mà không được, tôi phải dụ dỗ hắn ta ly dị vợ cái đã, hốt một mớ tiền rồi bỏ cũng chưa muộn mà. Ôi Giang ơi, Giang ơi, nhưng cô không sợ kẻ thù hại cô sao? Kẻ thù đang rình rập sơ hở để cướp đoạt hạnh phúc của cô mà. Ừ, suýt chút nữa thì tôi quên mất. Được rồi, tiên hạ thủ di cường, thầy phải giúp tôi. Cái tay của tôi không biết đánh người. Không, tôi không nhờ thầy đánh người, mà tôi muốn mua một lá bùa để thư mụ vợ chết. Ôi, cái gì mà cái lá vào vậy? Giang ơi, cái mặt cô đẹp và cái tâm cô ác quá. Tôi có làm gì cô đâu mà cô giết tôi. Hả? Thầy nói gì? Cái bụng tôi nói là tôi sẽ giúp cô. Ô, cầm đi. Ừ. Ủa, mà thầy đưa tôi cái lá gì vậy? Cái lá ngon à, cái lá này lá ngon à. Là ăn vô sẽ nhảy lên như con cá lóc có nằm trên đống lửa vậy đó. Sao nó giống cái lá xoài quá vậy thầy? Nói vậy thôi, thầy chỉ bán cho tôi lá bùa để mụ ta đau bệnh liên miên là được rồi. Ok. Hả? Người đào tạo nói tiếng Tây bình thường chuyên nhỏ. Tôi bán lá bùa này uống vào sẽ bị đau bụng dữ dội, rồi 7-9 ngày sau sẽ ói ra 9 con sâu. Ơi, nghe thầy nói mà tôi sởn cái gai ốc luôn nè. Ở phim ma Hồng Kông nói vậy đó. Thôi thôi, được rồi. Bao nhiêu tiền đây? À, bằng giá con trâu. Thôi vậy đi, thầy cầm đỡ 100.000 đi ha. Nếu mà lá bùa có hiệu nghiệm á, ngày mai á thầy trở lại đây để tôi đưa đủ luôn. Ồ, kèo quá. Cô moi tiền của thằng đàn ông quá trời mà cũng không chịu trả cho tôi. Cái bụng tôi giận rồi, trả bùa lại đây. Thầy thông cảm đi mà, tiền bạc tôi đem cho dây hết rồi. Cô nhớ nghe, ngày mai tôi sẽ tới nha. Anh hẹn em sao giờ này mới tới? Sao anh không ở nhà chứ vợ anh luôn đi? Xem nó quan cho anh không à? Biết em thích thịt chó, anh ghé quán cày tơ mua về cho em nè. Ngon không? Thiệt không? Thiệt mà. Tiếc ghê vậy á. Phải chi hồi nãy á, anh tới sớm hơn chút xíu à, là anh nghe được rồi. Ủa, nghe cái gì ta? Thì nghe tin vợ anh muốn giết em á. Vậy? Vợ anh đang mướn người hạ sát em trong nay mai thôi. Trời ơi, ai nói vậy? Hồi nãy có bà thầy mo trên núi xuống coi bói. Trời ơi, mà bà coi đâu là trúng đó nghe anh. Bà nói hả là vợ anh đang ghen tuông, tìm cách hại em á. Ôi, hơi đâu mẹ em tin bói toán em ơi. Em đâu phải là người mê tín, nhưng mà bà thầy mo bà nói không sai chút nào cả. Thiệt hả? Chứ gì nữa. Em kêu anh ly dị vợ anh cho mau mà anh không nghe. Để em bị vợ anh giết chết cho anh vừa lòng. Thôi mà nín đi em, vợ anh hiền lắm, không có dám giết em đâu. Cùng lắm là nó mua sầu riêng nó đập. Trời ơi, thà vậy hả, giết em chết đi còn hơn á. Nói chơi thôi, chứ anh sẽ không cho nó hại tới em đâu, nghe không? Nhưng mà vợ anh lén hại em, làm sao mà em ngăn cản được? Ha, em nói đúng nè. Bây giờ sao đây? Bây giờ á, chỉ có cách này á là cứu được em thôi nè. Cách gì? Nhưng mà anh có thương em không? Trời ơi, còn hỏi nữa. Anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Anh yêu em. Nếu vậy á, thì anh đem lá bùa này nè, về tìm cách ép vợ anh uống đi. Cái gì vậy? Bùa. Hả? Bùa. Thấy chưa? Thương lắm nên xót ruột không nở chứ gì. Nhưng em ơi, đâu có cần hạ độc thủ mạnh tay vậy em. Anh nói vậy á là anh làm như là em ác lắm vậy á. Lá bùa này á là lá bùa tu tâm dưỡng tánh thôi à, để vợ anh bỏ ý định hại em thôi chứ bộ.
Chứ em thương chị không hết, nỡ nào em hại chị. Anh biết mà, tính của em hiền lành dễ thương như vậy đó. Thôi được rồi, anh hứa sẽ đem về cho vợ anh uống. Vậy mới ngoan chứ. Nghe lời em, em sẽ thưởng cho nha. Nhưng mà anh phải nhớ gì? Ly dị vợ chứ gì. Yên tâm đi, anh sẽ gấp rút làm liền. Rồi nói gì không biết rồi. Trình nói lá bùa này uống vào sẽ tung tâm dưỡng tâm. Mình cho Ngọc uống để khổ sẽ ngoan ngoãn ký đơn ly dị. Ủa trời, ba. Ủa sao hôm nay ba nhà vậy? Thì ba hôm nay nhớ má với con nên ba ở nhà vậy thôi. Chứ không phải người ta đuổi anh về hả? Em nói hoang cho anh không à. Anh biết em thèm chè đậu đen nên anh mua cho em nè, thấy không? À trời ơi, có chè đậu đen đó nha, rồi cho con ăn với. Không được mày, ly chè này là ba mua cho má mày ăn đó. Con nó thèm ăn thì anh cho nó ăn đi. Không được mà, mày muốn chết hả mày? Ly chè này chỉ có má mày mới được ăn mà thôi, hiểu chưa? Ủa sao kỳ vậy ba? Kỳ gì? Tại má mày cực khổ, biết tiết kiệm ba mua cho má mày ăn. Con muốn cái rác nữa ba mua cho con ăn, hiểu chưa? Nhưng mà em đâu thích ăn chè đậu đen đâu trời. Em chỉ thích ăn chè đậu xanh thôi à. Đó, thấy chưa? Má không ăn, cho con ăn, má cho ăn nha má. Ngon quá. Trời ơi, mày ngon quá à. Mày đúng là cái thằng ham ăn hút uống. Mày có biết là tao chỉ có một. Ủa một gì ba? Đồ phá hoại, làm lỡ chuyện của tao, làm phá lỡ chuyện người ta chân rồi. Ui da, trời ơi. Ta đau bụng quá má, ui da đau bụng quá à. Con đau bụng hả? Đâu chỗ nào vậy con? Cái chỗ này nè, rồi chỗ này nè, ui da trời đau quá. Đau ở đâu mà chỉ tùm lum làm sao, tao biết được. Nào cũng đau đó, giống như là có sâu bọ nó đục khoét ở trong bụng. Ui da trời, chắc ơi, chết quá, ui da. Trời sao kỳ vậy nè, con vừa mới ăn ly chè xong mà đau bụng như vậy, chẳng lẽ... Trời ma ơi, chết con rồi mà, ui da đau quá. Ê, mà làm gì nhìn tôi, làm gì? Tôi hiểu rồi, anh muốn giết tôi. Hèn chi anh tốt ngang xương với tôi, mua chè cho tôi ăn nên bỏ thuốc độc giết chết tôi chứ gì. Không phải thuốc độc. Không ngờ thằng Hiếu. Không phải thuốc độc. Hiếu ơi, con chết là do ba con bỏ thuốc độc đó Hiếu ơi. Tôi nói không phải thuốc độc, mà đây là bùa mà. Bùa. Bùa gì? Bùa đem ly dị với anh. Ai đưa cho anh? Trinh đưa. Trinh nói em muốn không ảnh hưởng gì tới tính mạng nên mới dám bỏ vô. Cô nói là anh tin liền vậy hả? Đó là thuốc độc. Cô gạt anh để mượn tay anh giết tôi. Trời ơi. Được rồi, má con mình chết chung với nhau con ơi. Không, không bao giờ. Hiếu ơi, con sẽ thế nào để ba đưa con đi bệnh viện cái con. Hiếu ơi. Trời ơi, ruột con với ai cắt từng khúc vậy? Muộn rồi ba ơi, vĩnh biệt. Đừng ráng gượng đi con Hiếu. Con có sống thì ba cũng bỏ con đi. Thà con chết trong tay ba còn hơn là bị sự bắn bùm. Trời ơi, lụng bụng gió nó thôi, lạnh lắm ba ơi. Ba hứa con nè, ba không bỏ hai má con nữa đâu. Con ơi. Ôi ba hứa vậy rồi chứ ba gặp con Trinh là ba quên hết à. Em à, vợ chồng mình đưa con đi bệnh viện đi em. Đi em, đừng ngồi đây nữa. Mà đưa đi bệnh viện làm sao mà trị được chứ. Thôi, ba ở lại, ba đi cưới vợ mới. Hiếu. Má ơi, con đi trước nha má. Hiếu. Gặp lại má ở dưới nha má. Trời ơi Hiếu, con ơi Hiếu. Con ơi, con chết để ba con làm vừa lòng người ta cũng xứng đáng lắm. Ngày xưa trụ dương nghe lời đắc kỷ mà giết con giết vợ. Tôi không phải. Ông chính là trụ dương năm 2002 đó, ông có biết không ông Hải? Trời ơi, tôi là trụ dương năm 2002. Bà ơi, đưa đi bệnh viện liền đi bà ơi. Còn tôi phải đi hỏi cậu con đắc kỷ đây. Chào thầy.
lời dối tôi về buông. Trả tiền hả thầy? Được, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ha. Cô dám tới đây phá tôi hả? Để rồi coi ai phá ai thì biết. À thầy, thầy coi bói đúng quá à. Tôi phải làm tiệc trả ơn cho thầy mới khỏi áy náy đó. Thầy ở lại với tôi ngày mai, hãy đi nghe thầy. Không dám đâu. Thằng chồng tôi nó nhớ tôi chín ruột mười gan. Tôi phải về đi gặp thằng chồng tôi, nó chờ tội nghiệp. Nói chuyện cũng giống đó ha, giả bộ cũng tài lắm á, nhưng mà không qua mắt được con này đâu. À, tôi xin thầy mà, thầy ở lại đến ngày mai đi. Tôi sẽ trả cho thầy thêm một con trâu nữa, tổng cộng là hai con trâu, chịu không thầy? Giang ơi, ở lại một đêm được một con trâu nữa, được hai con. Mình về nhà, mình không bắt thằng chồng mình làm việc, nó sẽ không bỏ mình. Được, được, được. Nhưng mà tôi chỉ ở lại đến khi con gà gáy thứ ba là tôi phải đi về ngay. Vậy thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà xin thầy cho tôi lá bùa nữa đi, giống y như là lá bùa hồi sáng hôm qua đi thầy. Không thầy... được. Sao vậy? Bùa đâu có khuyến mại nhiều được. Hết linh. Xin chi nhiều vậy? Dạ thì để vạch mặt bà ra với chi. Dạ dạ không phải. Để dành sẵn phòng hờ thôi thầy ơi. Thầy cười gì vậy? Mặt cười quá. Nói cho vui vui thôi, chứ bùa này chỉ để khè người tha thôi. Chứ thầy thầy sai hoài mà chồng thầy cũng bò thầy đi mất. Được, tôi cho cô ba lạ. Nhưng nhớ, khi nào cặp bạch lắm mà được lấy ra sai, lá bùa này cực lắm, khô lắm em ơi. Dạ, dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Ê, chừng nào đai tiệc, sao không thấy heo bò gì hết vậy? Từ từ, từ từ thầy. Thầy ở lại với tôi, đảm bảo sẽ có bất ngờ mà. Nhất là khi thầy gặp một người này nè. À, ôi trời ơi, mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền vậy à? Không, tôi không phải là Tào Tháo, tôi là Trụ Vương năm 2002, còn cô là Đắc Kỷ. Cái gì vậy? Mà thôi, anh Hải, mài quá, anh đến đây, em muốn anh gặp một người. Tôi cũng muốn cô gặp một người. Ai vậy anh? Con tôi, thằng Hiếu, tôi muốn cô đi theo đó. Đi đâu? Cõi A Tỳ. Chỗ đó là thuộc tỉnh nào vậy? Ủa, chỗ vui chơi mới hả? Có ngộ không? Vui không? À, ý, trời ơi, A Tỳ là địa ngục hả? Đúng. Trời ơi, anh định áp dụng với em cái kiểu chỉnh hình sắc đẹp bằng vỏ sầu riêng như con nhỏ chèo thuyền nó kể hả? Hãy cho con tiện tay, giỏi cho con tiện tay. Anh Hải, vụ gì? Thôi em đi chớ nên tào lâu, mi âm mưu ác tâm để hại người. Nỡ đông càng sao lòng bị tàn nhẫn, độc ác giết chết thằng Hiếu. Trời đất ơi, sao mình chẳng hiểu chi, thế này là thế nào? Ai nói anh tôi với thằng Hiếu? Ai nói? Ai biểu cô hại con tôi làm chi? Ai nói? Ai nói là em hại con anh? Dù sao em cũng là mẹ ghẻ của nó mà. Em đâu có muốn người ta lại nói là mấy đời bánh đúc có xương, giờ là mấy thơ đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Đúng, cô chỉ muốn hại vợ tôi thôi, không ngờ con tôi lại thế mạng. Bây giờ nó đau cái bụng thì cô phải cay cái bạc. Nhưng mà bằng cớ nào mà anh cứ đổ tội oan uổng cho em vậy? Bằng lá bùa. Lá bùa? Ừ, lá bùa đó. Gì vậy? Mắc gì cười với đồng nhập vậy? Mắc cười quá. Cười gì? Mấy cái lá bùa này mà giết được người hả?
Anh coi em nè. Cô làm gì vậy? Hả? Đốt uống. Đừng. Cô muốn tự sát nó chạy cậu phải không? Hả? Em chỉ muốn chứng minh là lá bùa này không hề giết được ai. Em bị gạt và anh cũng bị gạt rồi. Hả? Bị ai gạt? Là vợ anh. Cái gì? Thôi, kịch hạ màn rồi. Cô lộ diện ra đi. Em nói ai vậy? Tất nhiên là nói với vợ anh chứ ai. Vì vợ đâu? Sao càng lúc tôi càng rối mù vậy nè? Tôi không hiểu gì hết trơn trọi vậy nè. Anh sẽ hiểu ngay thôi. Vợ anh chính là người này nè. Tôi là Hở Lan, không phải vợ anh. Dạ. Tôi là Hở Lan, không phải vợ anh. Ngộ rồi. Gì vậy? Giang ơi, này, cô ăn bày không được nói bậy bạ. Cô nói người dân tộc này là vợ tôi đấy hả? Em điên hả? Gì vậy? Để em cho anh xem bộ mặt thật của cổ là anh biết ai liền à. Em nhìn kỹ đi chứ tôi không quen với người này đâu. Tôi không biết người này là ai hết. Làm sao quen được? Hơ Lan từ khi đè rớt đến nay là 30 mùa mai nở, cái chân không đạp đất đồng bằng này. Sao lại là cô? Con vợ anh Hải đâu? Vợ anh Hải nào? Tôi không biết. Tôi chỉ biết Hơ Bình, Sau Kỳ, Cắc Kỳ, Hơ Môn, Super Lake. Em bày ra những cái trò để gì? Cho cháu tội phải không? Hả? Mấy lá bùa đó em uống rồi mà đâu có sao đâu. Ôi da. Ây da là đau bụng. Đau bụng rồi phải không? Giống như gì con tôi luôn. Ây da, đau quặn từng cơn đây nè. Hiểu chưa? Mấy cái lá bùa đó cô uống vào cái bụng rồi. Bây giờ nó đang phát tác dụng. Có sao không? Cô đừng có hù tôi nha. Từ từ rồi cô biết. Cô sẽ chịu đau dài dài. Bay 49 ngày cô sẽ ọi ra chính con sâu. Chết hiểu con tôi rồi. Chết con tôi. Anh ơi. Cô hại gì nữa đó. Cứu em. Chết luôn đi. Cứu em anh ơi. Người cũ cô bây giờ là tăng ta lần tăng tăng tôi là Hở Lan, tôi là Hở Lan. Tăng ta lần tăng tăng tôi là Hở Lan, tôi là Hở Lan. Tôi lại cô, tôi gian cô mà. Cô cứu tôi đi. Cô bắt mấy con sâu ra đi. Rồi tôi sẽ trả cô một con trâu. Không, năm con trâu. Không, 10 con trâu. 20 con trâu. Ôi da. Nè, vậy là chết con tôi rồi. Trời ơi, con tôi biết sao đây. Không, em không muốn chết đâu. Hồ Lan xinh đẹp ơi. Hồ Lan xinh đẹp à. Hồ Lan cứu mạng em đi. Em sẽ trả cho Hồ Lan 80 con trâu. Không, 100 con trâu. 100 con trâu cũng được nữa. Hồ Lan ơi. Hồ Lan. Tôi sẽ cứu cô. Với điều kiện cô phải trả lời thành thật những câu hỏi của tôi. Bằng không 49 ngày sau cô sẽ chết. Thôi. Ngửi thấy mấy con sâu ở trong bụng tôi, tôi đủ chết rồi. Cô hỏi gì á, cô hỏi lẹ lên đi. Hỏi cô đi. Cô có hiểu anh Hài không? Có. Cái bụng thì con sâu nó sẽ cắn cái lỗ rụng cô. Ghê quá. Thôi, tôi không dám nói dốc nữa đâu. Giờ tôi nói thiệt nè, thật tình á là tôi không có yêu anh Hải. Ảnh cù lần quê mùa thấy mồ luôn à. Còn thua cả cái thằng kép đẹp của tôi, thằng kép đẹp trai của em ở trên thị xã nữa. Nghe chưa? Cô chiều sống danh hại vì mục đích gì? Vì tiền. Ảnh có tiền chu cấp cho tôi sống sung sướng thì ngu gì mà tôi không chịu. Ôi da. Ây da. Hỏi lẹ lên, hỏi nữa đi Hồ Lan, hỏi nữa đi. Cô vô
hù dồ anh Hài Ly gì giờ để làm gì? Để làm gì? Thì để ảnh ôm gia tài cho tôi, rồi tôi sẽ tìm cách đá ảnh. Thấy chưa? Tôi không ngờ cô là một con người như vậy. Cô thề thốt, cô nói cô thương tôi chỉ là lời giả dối. Giả dối. Ai biểu đàn ông mấy người á mê của lạ làm chi? Ham của ngọt thì bị lừa ráng chịu. Vợ ở nhà lam lũ cực khổ thì chê già, chê xấu. Mê gái đẹp thì phải trả tiền chứ. Có ăn bánh thì phải trả tiền, luật mà. Bản thân anh còn bội bạc với vợ thì đòi tôi phải thương anh thiệt tình hả? Không có đâu à, nghe, quên đi. Trời ơi, gì cô mà tôi bắt nợ, bắt nợ gia đình tôi tan nát hết. Trời ơi, trời tôi nè. Buồn lắm. Ê, không có chơi đổ thừa à, nghe. Ai biểu anh háo sắc, mù quáng, ích kỷ, vô lương tâm nên mới xảy ra cớ sự. Bao nhiêu người chồng sao không ngoại tình đi mà chỉ có mình anh vậy? Anh phải xét lại mình trước khi kể tội người khác. Tôi đúng tại tôi sẽ cào cô. Rồi tôi cào tôi luôn. Thôi cào, mày còn sâu trong bao tử cũng tự cào cô. Đừng mà. Gì là đáng đời cô lắm. Hiếu ơi, chờ ba đi với Hiếu ơi. Ê, bỏ đi đâu vậy? Vợ con anh đang chờ ở nhà kia. Kể thằng Trả đi. Đi đâu đi cho khuất mắt. Hết tiền ở lại làm phiền tôi chứ ít lợi gì. Ủa sao lại vậy ta? Ủa, tôi cãi một hồi tự dưng cái thế hết đau bụng rồi. Ủa sao kỳ vậy? Phải rồi, vậy mà. Đồ plan bò giúp miền uộn mà sao không đau bụng? Chứ nó không phải là bùa hả? Bùa cũng là vậy, vậy cũng là bùa, muốn nghỉ sao nghỉ tự do. Bị con này lừa rồi. Đừng khóc nữa, phải biết cảm ơn tôi, bởi vì tôi đã giúp cô thoát khỏi cái cảnh bị sợn đau cao mặt bằng giò sầu riêng. Cảm ơn tôi đi. Nhưng mà thoát lần này chưa chắc thoát lần sau. Nếu có mượn chồng thiên hạ một lần nữa là cô sẽ chết. Ê con kia, đứng lại. Dám chọc bà hả? Bà phải trả thù. Nhào vô. Mày chọc dân núi rừng. Tăng tơ lần, tăng tăng tơ lần, tăng tăng tơ lần, tăng tăng. Tăng tơ lần, tăng 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 tăng. Ê, đánh lộn có hát mày. Nhào vô. Tăng tơ lần, tăng tăng tơ lần, tăng tăng tơ lần, tăng tăng. Tăng tơ lần, tăng tăng tơ lần. Mời Hơ Lan về núi à? Dạ dạ, Hơ Lan muốn về bằng gì à? Cười vui. Vui hả? Tưng tưng lần tưng lần tưng lần tưng 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 lần tưng tưng. Tôi là Hơ Lan, tôi về bụng đây, tôi về bụng tôi. Tôi buồn. Chắc con người sắp dính biến mỗi đời đến buồn dữ vậy. Tha thứ cho ba. Con đến đón ba hả con? Dạ. Đợi ba một chút để ba nhảy xuống đã. Ủa chi vậy ba? Thì ba tự tử mới đi được kia con chứ. Thôi con đừng chọc ba nữa. Anh à, thằng Hiếu nó còn sống, nó còn khỏe mạnh đứng trước mặt anh đây mà. Em đừng qua ngủ với anh nữa. Đừng có ba sợ lắm, xin ra đi, xin ra đi con. Ba nhìn kỹ lại đi, con bằng xương bằng thịt mà. Con còn sống hả? Con gạt ba hả? Anh thấy tiếc đã bỏ cô Trinh thì hãy quay lại đi, vẫn còn chưa muộn đó. Không phải đâu, anh sáng mắt nữa rồi. Con còn sống thì ba hạnh phúc đỡ hơn. Thôi, vĩnh biệt hai má con. Ba đi. Anh à, má con em đã bỏ qua hết rồi. Má con em đến đón anh về chứ bộ. Ôi, anh xấu hổ lắm. Con nợ nần chồng chất, tiền đâu mà trả cho người ta. Mặt mũi đâu nhìn mẹ con em được. Lúc nào á, má con em cũng rộng vòng tay đón anh về. Thôi mình đi về nhà đi anh. Cảm ơn hai má con. Anh hứa nữa. Chỉ cần á, anh thương má con em
thì còn hơn 100.000 lời hứa của anh nữa. Má ơi, trời ơi, thì ra đánh ghen không nên phải giải quyết bằng bạo lực đâu. Chỉ cần tình yêu và tấm lòng rộng lượng là gia đình sẽ luôn hạnh phúc và vượt qua được phong ba bão táp, phải không má? Trời ơi, bữa nay nó lớn rồi nghe. Lớn càng giống tôi. Tôi thương con tôi quá. Hung con miếng à. Hung má ai miếng nữa chứ. Về tới bên rồi, quý khách đi xe cho quý khách đi xe cho quý khách đi xe, có quý khách nào có bị mỏi mệt, có bị đau lưng, có bị nhức mỏi tay chân, có bại liệt, có bị rủ rợi, có yêu cầu phục vụ điều gì, xin mời ra cổng số 2, cổng số 2, cổng số 2 đi đến với công ty liên danh bụi đời và chôm chĩa, tên thương mại của chúng tôi gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn Sabo Yaho. Công ty chúng tôi bảo đảm phục vụ tại chỗ, đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách theo đúng phương châm: vừa lòng khách đến, buồn rầu khách đi. Ủa, vui lòng khách đi. Chú ý, khách đi. Vậy nha, này, bi ơi, đây bi ơi, đây. Anh hai, uống ly bi ơi giải khát đi, anh ba. Bi Bình Dân nhà anh Tư, em tính giới đặc biệt cho anh Năm á. Hay nha, cái 2, 3, cái 4, cái 5 liền. Hay thiệt chứ, gọi từ từ thế nào cũng trúng thư. Dạ, dạ quen rồi, em thử vậy hoài à. Em quen miệng rồi anh Sáu à. Không mấy mấy thợ, anh Bảy ghé giúp giùm em một ly đi anh Tám. Ly bia anh chính em đây, mời làm một ly bia lon, bia lục, bia bóng. Cô ở đâu? Tại sao tự nhiên lại chiếm mặt tiền của tôi buôn bán một cách ngang nhiên ngon lành vậy? Vậy? Anh nói gì kỳ á? Anh nói gì nói lại cho tôi nghe coi. Xin lỗi anh à nghe, đây là bến xe, đâu phải là cửa hiệu cửa hàng gì của anh đâu mà anh đuổi tôi. Ê, ê, nhưng mà đây là mặt tiền của công ty. Dạ. Tôi có đăng ký kinh doanh đàng hoàng, biết chưa? Trời ơi là trời. Trời ơi, cái mặt giống cô hồn cát đảng mà công ty. Ê, 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 đừng, xin lỗi nghe, đừng có quánh da cái bề ngoài nghe. Coi vậy mà tôi làm tới giám đốc lận à. Giám đốc? Ừ. Giám đốc gì? Giám đốc ngầm. Trời ơi, giám đốc ngầm là sao? Là tự mình biết mình thôi. Hả? Mình ngầm biết mình thôi, không cần ai biết hết. Hả? Vậy là mình không có bị lường gạt. Cái gì lường gạt? Không phải là lường gạt, mà dễ làm việc để theo dõi nhân viên. Chà, chắc công ty của anh lớn lắm hả? Nên mới cần theo dõi nhân viên ngầm ha anh ha. Ừ, sao công ty liên danh là phải cẩn thận. Công ty của anh lấy hiệu gì vậy? Kêu bằng công ty trách nhiệm hữu hạn Sabo Dạ Hồ. Trời, ủa tên gì mà nghe lạ quá vậy? Cái gì mà Sabo Dạ Hồ vậy? Tiếng nước ngoài đó. Ta dịch ra tiếng Việt Nam là xoa bóp giá hơi. Trời ơi. Trời ơi, xoa bóp giá hơi thì nói mẹ là xoa bóp giá hơi đi. Bà đặt ngay chữ tay Sabo Dạ Hồ nữa. Trời ơi, mới nghe qua tưởng đâu là công ty nước ngoài hợp tác chứ. Thôi thôi thôi, không có cãi lộn với cô. Không có dư từ giờ mà cãi lộn với mấy cô. Dẹp hết mấy cái chai, mấy cái ly đi. Ủa cái gì đây? Hả? Heineken. Biết Sài Gòn. Ừ. Tiger. Biết hơn. Cũng dương. Xanh mi queo. Bởi gì? Y. Trời ơi ngoại ơi là ngoại.
Bà ngoại đem mấy cái nhà máy bia ra đây làm quảng cáo hả ngoại? Trời ơi, sao kêu bà ngoại, em còn trẻ lắm. Đừng có hiểu lầm. Hả? Em chỉ làm dịch vụ thôi. Dịch vụ gì? Dịch vật chứ dịch vụ gì? Không có nghe, nhà hàng lưu động. Phục vụ tận tay người tiêu dùng, bảo đảm tiện lợi rẻ tiền mà đầy đủ hết đồ ăn chơi. Trời ơi, nói nghe ngon lắm. Bán bia giàu rồi, nói mẹ nó bán bia giàu. Mày đặt văn chương nhà hàng lưu động, lưu động cái con mẹ gì. Thì cũng như công ty Sabo Yahoo của anh vậy đó. Ê, đừng có so sánh nghe. Không thể nào mà cái nhà hàng lưu động của cô mà giống cái công ty của tôi được à. Trời. Nhà hàng người ta phải có đèn điện, phải có đủ màu, phải có chốt chốt và tắt tắt là đẹp mắt lắm. Nhà thì mình mở sập sình cho nó sơm tụ. Tôi có bán hiệu kinh doanh nữa. Nhà hàng có trời ơi, xách mấy cái vỏ đệm, một cái thùng mớp đựng nước đá, mấy cái ly, rồi cái hộp giấy đựng mấy bịch đậu phộng, mấy cái gói khô khô trâu. Nhà hàng lưu động giùm kỳ cũng cái trời. Gì đâu kỳ, gọn nhẹ. Mà mấy này là khô trâu hả? Không, không phải khô trâu đâu nghe. Khô bò đàng hoàng á. Khô bò mà có pha chút xíu gan heo. Không dám khô bò gan heo đâu. Bò mắc tiền, trâu rẻ tiền. Làm khô trâu mới lợi nhiều. Có khi lên cây da xà mua thịt ngựa về làm khô nữa. Ê, nói khô bò à. Ê, Ninh. Ninh. Vừa phải thôi nghe. Tôi nói thiệt với anh nè, dòm kỹ chưa? Dòm kỹ chưa mà chê nhà hàng của tôi? Gì thì gì chứ đèn đuốc vẫn có đàng hoàng à. Đèn đâu, đèn đâu, đèn đâu? Hai ba cây đèn dầu xách theo đây nè. Trời ơi, trời giấu á. Sợ người ta là bắt trước rồi đụng hàng á. Trời ơi, đèn dầu mà sợ đụng hàng. Trời ơi, nhà hàng gì đó mà xài đèn dầu. Thôi thôi, rồi rồi, coi cũng tạm được đi. Còn bán hiệu đó. Bán hiệu hả? Tôi mà cho anh coi là anh hết hồn liền á. Đâu đâu, đưa coi cái bản hiệu coi. Đây nè, xem nè, tôi dán sau lưng tôi nè. Trời ơi, bản hiệu mà để sau lưng rồi trời. Chứ sao, tiện và lợi mà anh. Khỏi tốn tiền quảng cáo, khỏi tốn tiền điện lãng phí, biết chưa? Hay quá ha. Nè, anh thấy nè. Thấy gì? Dòm hàng chữ bản hiệu sau lưng nè, thấy sao? Không? Sao? Cửa hàng Biho Ludo. Trời ơi, cái tiếng gì nghe lạ quá vậy. Tôi học cho ngoại ngữ tôi giỏi lắm mà cái chữ này tôi không biết à. Biho Ludo là gì? Làm sao mà anh biết được? Người bình thường không biết được đâu. Mà người nào mà biết là người đó cũng không có bình thường. Là sao? Là Biho lưu động đó. Trời. Ê. Ở đây là bến xe nha. Sao không để là Biho Yo Chi Hoa cho nó tiện và gần, mà cũng dễ nghe nữa. Dần dễ nhớ. Hả? Biho Yokiho là gì vậy? Là Biho Yoki Hoa. Ở đó dưới đây gần lắm mà, đi mấy bước tới gì. Bậy bạ đừng nói xui xẻo à. Làm ăn chung mà sao anh nói bậy bạ không à. Ai làm ăn chung với bà? Thì cùng bán buôn với nhau, cùng là những người buôn bán. Sáng giờ chưa có mở cửa hàng đó nghe cha. Với lại á, lúc này đâu có dám bán bia ấy. Bia ấy là bia gì? Trời ơi, nhìn mặt ông này mà ông có thông minh gì hết à. Ôm á. Trời ơi, nói cái cười liền. Cho ôm biết rồi. Trời ơi, sao mà ôm được, ôm đi, không có được, không có được, dạ ra, dạ ra. Làm gì dùng vậy vậy? Làm như ngon lắm, ai thèm ôm. Ngoài này sao ôm được? Ai dám ôm? Ngoài này là làm bộ bán bia hơi thôi, che mắt gì mà. Còn đó, trong đó đó, vô đó đó, đó đó, tự do luôn. Nghĩa là vô ông kia mới được hả? Buôn bán không quảng cáo sao tao biết được? Hay là anh giúp đỡ em nghe. Sao? Không ấy vậy đi. Sao anh? Em sửa lại bản hiệu. Sửa sao? Em biên thẳng là bia ôm lưu động đi. Trời ơi, câu đi ông. Không có được. Để chữ bia ôm lưu động đặng dễ vô trường giáo dục hả? Vừa phải thôi, cứ để như vậy đi. Ai tới uống bia hơi thì mình cũng giới thiệu cho họ biết là được rồi. Giới thiệu miệng hả? Dạ. Ê, vậy là buôn bán tra hình rồi. Không tra sao được. Mấy ổng quét quá trời luôn, tụi em hết đường sống rồi. Phải làm như vậy thôi. Bởi vậy cho nên mới buôn bán lưu động vậy phải không? Chứ sao. Nói thiệt với anh nghe, tôi bị bể ổ 4-5 lần cục vốn rồi. Nên tôi bán trá hình như vậy đây nè. Rủi em mà có bài gì á, tôi chỉ có đèn giỏ, đèn giỏ. Tôi sắp tôi giọt cho nó dễ dàng. Chà, vậy là có tính toán rõ ràng đàng hoàng hết trơn hết trọi à ha. Chứ sao. Đâu. Giới thiệu sơ sơ cái kiểu làm ăn trá hình sao cho tôi nghe coi. Chỉ cho tôi biết sơ sơ thôi. Dễ lắm. Thể uống một ly bia ôm cái
Anh ngồi đây đi, ngồi đây đi. Anh không hiểu phải không? Ngồi xuống đây đi, em diễn tả thử cho anh coi nè. Bây giờ nè, cầm ly bia này uống nha. Ly bia đâu? Trời ơi, thì tưởng tượng thôi. Tưởng tượng khó cầm quá. Trời ơi, thì phải tưởng tượng chút, ông này siêu ngu quá. Rồi, cầm vậy đó ha. Rồi, cầm. Cái là em sẽ phục vụ anh một bài nhạc trữ tình, nghe cho nó du dương rồi anh mới uống cho nó ngon ha. Bây giờ nghe em hát nè. Đã lâu rồi hai đứa mới ôm nhau, anh đi đâu mà em không thấy. Lòng bồi rối em quậy anh liền. Ê quá, công nhận em cũng có tài nghề chứ. Trời ơi, làm gì rờ cái túi tôi vậy? Tưởng rờ cái gì mà rờ cái túi tôi làm sao? Dạ thói quen nghề nghiệp mà anh thông cảm chứ em. Nghề nghiệp gì? Đuổi tôi không để ý cái làm thiệt hả? Không có. Khi nào mà anh không để ý thì em mới làm, còn anh để ý rồi em không có làm đâu. Mà nói anh nghe, anh mà không để ý em chơi luôn cái bóp của anh luôn á. Xin lỗi nghe, em có cái thói quen nghề nghiệp gì kỳ cục vậy? Nói cho em biết nghe. Dạ. Tôi cũng có Vậy hả? Tôi cũng có cái thói quen à. Anh có thói quen gì vậy? Nói em nghe cho vui cái. Xoa bóp. Cái tay của tôi xoa bóp người ta quen rồi, cho nên là gặp ai cái tay tôi nó cũng ngứa. Đừng có bóp. Thì bóp tay bóp chân chút xíu làm gì dữ vậy bà? Cái anh này, tôi chỉ thí dụ thôi, mà anh làm gì mà dữ vậy? Bây giờ tiếp tục nè. Tiếp tục hả? Còn cái tiếp tục gì nữa? Tiếp tục ca chứ tiếp tục gì, nãy ca có phân nửa rồi cứ tự nhiên ngạt ngang là nín luôn à. Trời ơi, tôi cũng tiếp tục vậy, tiếp tục ca. Gầu muốn ca, ca đi. Nghe nè. Chàng ơi, chàng hãy đến đây cùng em. Đồng kê bên nãy giờ nè. Tình ta sao? Dài liên ước ngày mèn tình. Ôm đi ôm vô đó đó, ôm vậy đó. Được ha. Xứng danh hào hoa để làm tiền bo. Chàng ơi chớ quên em buồn. Thôi được không anh? Thôi rồi. Sao anh này dễ nhột sao? Cái bàn tay tôi ghét quá. Nó thọt cái nhột thấy màu tổ luôn. Thôi kìa. Sao vậy? Cái miệng này ca thì ca kìa. Dạ. Cái tay mày đặt vuốt vuốt nhộn thấy màu tảo luôn. Mà tôi nói thiệt kìa. Sao anh? Em mà đòi tiền bo tôi dạ. Chết liền tại chỗ. Trời ơi, ông này khô biết sợ kìa. Vuốt cái cười thì cho thích mà đòi tiền cái cho đòi chết à. Mà em nói anh nghe. Cái gì đâu mà chết tại chỗ. Cái này là em mới có giới thiệu sản phẩm thôi. Không có tính tiền đâu mà anh sợ chết tại chỗ. Em chỉ lấy anh làm một ví dụ vậy mà. Thôi như em là ơi. Thí nghiệm á, lấy anh đi thí nghiệm á, thí nghiệm nữa nè, thí nghiệm nữa nè. Trời ơi. Tôi làm như tôi là con chuột kìa, thí nghiệm hoài. Thôi nghe. Cái vụ bia ôm này là dành cho mấy người dư tiền á, tao đi chắc tan. Tao quăng tiền qua cửa sổ. Còn cái chỗ này á, là chỗ dân lao động đầu tắt mặt tối. Trà đa uống còn không đã khác nữa mà. Uống bia ôm làm gì có tiền bo. Không có sao đâu. Không có tiền bo bây giờ thì em sẵn sàng cho anh trả góp cũng được. Hở bo mà bữa đó anh ý anh bo 20 ngàn thì ngày góp 1 ngàn. Còn không có tiền bớt 500 á. Vài ngày cũng hết à. Có còn đỡ hơn là không có. Trời ơi, tôi kêu nãy giờ ông thấy tôi không? Ông ngó xuống mà ông coi. Bia ôm mà trả góp mà trời. Trời ơi, thì mình cũng phải linh động theo hoàn cảnh sống thực tế chứ anh. Tại vì em thấy bây giờ cái gì cũng góp hết trơn á. Như ha, xe trả góp nè, tivi tủ lạnh trả góp nè, bếp ga cũng trả góp nè, hầm ba lăng đều trả góp hết á. Nên em cũng bắt chước bán bia ôm trả góp luôn cho nó đắt hàng chứ sao anh. Trời ơi, nói chuyện có duyên quá ha. Chứ sao trời, có duyên lâu rồi. Mà nói chuyện nãy giờ tôi thấy cũng khác quá. Thôi à, cho tôi ly bia hơi đi. Thấy chưa. Một ly bia hơi có ngay. Cảm ơn nha. Trời ơi, rót khéo quá. Uống hè. Dạ. Sao qua đã đó, em nói mà. Ê, sao
Sao em ôm anh vậy? Ồ, thì em đã quảng cáo với anh rồi. Uống ly, ôm cái, uống ly. Ê, thôi. Thôi, không ôm. Sao vậy? Tụi uống bia thôi, khỏi ôm. Không ôm cũng không được. Sao kiên cúc vậy? Buôn bán thì phải giữ chữ tín với khách hàng chứ. Quảng cáo sao là em phải làm vậy? Để không mất uy tín với khách hàng. Đâu phải treo đầu heo bán thịt chó đâu anh. Thôi, được. Em cũng vui tính quá. Thôi tính tiền. Dạ thưa anh, 32 ngàn. Đâu? Một ly bia hơi mà 32 ngàn. Dạ em tính luôn tiền ôm. Ê, đừng có cà chân nghe. Tính riêng mọi thứ đi. Ly bia nhiêu? Bộ tính trả tiền bia thôi hả? Còn tiền ôm trả góp phải không? Nè, nếu mà trả góp tiền ôm á thì là tôi tính bạc 14 à ngang. Phải tính lãi suất ngân hàng chứ. Thôi. Trời ơi, tôi hỏi là ly bia bao nhiêu? Đừng có nói lãi suất lãi nhập con mẹ gì hết trơn cái trời. Một ly bia là 2.000 đồng. Vậy thôi hả? Ừ. 2.000 đồng. Ừ. Vậy thôi đâu có coi gì nữa phải không? Hả? Còn tiền ôm em 30.000 đồng. Thôi. Đừng có tầm bậy tầm ba đi. Sao? Tôi ôm hồi nào đâu? Ôm hồi nãy đó. Hồi nãy là em ôm anh chứ bộ. Em không biết là em ôm anh hay là anh ôm em. Ừ. Mà miễn đụng nhau là tính tiền. Vậy đó, giờ đưa tiền đi. Giờ đưa tiền ha. Ừ. Rồi, giờ đưa đi. Dạ, đưa đi. Đưa đi. Ai đưa? Em đưa. Sao em đưa? Thì coi như là em ôm anh, anh bị ôm mà anh là được 30 ngàn, anh uống ly bia 2 ngàn trừ lại thôi 28 ngàn đi. Trời Phật ơi. Ừ, vậy đó. Trời ơi, kiểu này năm non bảy núi gặp 9 xe 10 vàng rồi. Không có núi non gì hết trơn á em ơi. Trời, thấy cái mặt miêu dữ à. Vẫn chơi với em cho vui chứ anh không có quỵt tiền bia của em đâu. Buôn bán cực khổ mà. Em nhìn mặt em á. Ừ. Nè, trả em 2 ngàn nè. Sao có 2 ngàn hả? Ừ. Còn tiền ôm nữa. Tiền ôm phải không? Ừ. Hồi nãy em lỡ ôm anh vậy. Dạ. Rồi giờ anh ôm lại quê. Ê trời ơi, anh không ra bốn. Rồi quê rồi ha. Không có quê được đâu. Hả? Ê, cho em lời thêm cái nữa nè. Trời ơi. Một cái nữa là tôi la lên liền á. Tôi la lên là lợi dụng liền bây giờ á. Thôi. Đừng có la. Nãy giờ nói chuyện với em chứ trong bụng anh nó đánh lô tô tùm lum tài lê hết trơn á trời. Thôi nín đi, cười hoài à. Ê. Đánh lô tô là sao? Anh sợ cái gì? Không có gì mà phải sợ hết á. Cái gì mà không sợ? Công an sợ không? Trời ơi, mấy ông công an bảo vệ ở đây đang chú ý tụi mình nãy giờ kìa. Mau mau dọn đồ đạc ra khỏi chỗ này lẹ lên. Rồi anh nói chuyện với em cái vụ này sao? Rồi, xong rồi đó. Hồi nãy anh nói có gì nói với em á, nói lẹ đi. Đi nói đi anh. Giờ nói hen. Dạ. Nói chung á. Dạ. Là lý ra anh không nói. Nhưng mà tại thấy tính tình của em nó dễ thương đó. Cho nên anh muốn nói là Thôi. Em biết anh nói gì rồi. Nói gì? Mà đừng nói yêu tôi lúc này ha, kỳ lắm. Thôi đừng có tưởng tượng đi bà. Trời ơi, làm chứ đẹp lắm vậy. Không đẹp gì nhưng mà xài đỡ mùa này cũng được. Trời, xài cái gì? Trời ơi, đây nè, nghe tôi nói nè. Nghiêm dạ. Chỉnh đàng hoàng nè. Nói gì? Tôi muốn nói là cái nghề của mình á, đi đêm thế nào cũng gặp ma. Mà nghề nghiệp của mình á, thế nào cũng bị hốt à. Bởi vậy anh mới tính rủ em. Sao? Tụi mình á, phải nắm tay nhau để tìm một cái nghề nào chân chính mà làm ăn. Chứ cái nghề này á, không có bến đậu. Có ngày á, anh với em cũng vô khách sạn Chi Hoa. Kiệt lắm.
Chắc hơi lỡ quen tay rồi chia chôm, tôi chôm chia lóc lừa nên sợ công an bắt giam. Bỏ đi là hơn, anh bỏ nghề chôm chia mình đồng lòng tay nắm tay. Hôm nay tôi quyết tâm hoàn lương, đem sức đôi bàn tay lao động xây cuộc đời. Nguyện tôi gom sức rồi bàn chân, công lưng đạp ba bánh lo yên vui cho ngày mai. Rồi, em xin thề giải nghệ bắn đi hơi trắng. Giải nghệ luôn. Giỏi. Vậy thì anh cũng bỏ nghề chôm chĩa luôn.